Sáng nay, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp Mặt trận Tổ quốc quận Cái Răng và các tổ chức thành viên tập trung vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động nổ bật tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, công tác chăm lo thực hiện các chính sách an sinh được mặt trận tổ quốc các cấp quan tâm. Đã dần động quỹ vì người nghèo hơn 11 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa 242 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 11 tỷ đồng. Tổ chức thăm viếng tặng quà cho các đối tượng chính sách hộ nghèo bảo trợ xã hội nhân các dịp lễ Tết trị giá gần 18 tỷ đồng vận động khuyến học khuyến tài trao tặng 3.121 suất học bổng, hơn 50.000 phần quà, 5.131 suất thưởng cho các học sinh nghèo hiếu học hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 18 tỷ đồng. Các hoạt động giám sát phản biện xã hội xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt.